Quang Thành là người ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đó giờ, ở Chợ Lớn, quận 8 bây giờ đó. Lúc 2 tuổi vẫn còn đi chạy tới chạy luôn được mà, vẫn còn đi tắm mưa, chạy vòng vòng tắm mưa. Nhưng mà đùng cái sốt tê liệt. 11 tuổi Quang Thành đã có cảm nhận cuộc đời của mình rồi. Bây mình cứ nghĩ là bây giờ tật nguyền gì, bây giờ lớn lên làm cái nghề gì mà sống. Xuân Hiếu xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dấu Ấn Tài Hoa của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Thưa quý khán giả thân mến, đoạn clip vừa mở đầu cho chương trình ngày hôm nay đó chính là thể điệu Lý Mỹ Trà. Đây được xem như là lời chào của những người thực hiện chương trình chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị. Và đến với chương trình kỳ này thì Xuân Hiếu xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với người được mệnh danh là cha đẻ của thể điệu Lý Mỹ Trà. Vậy thì anh là ai? Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh như thế nào? Ngay bây giờ thì Xuân Hiếu mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh nhé. Xin giới thiệu cùng với tất cả quý vị khán giả, nhạc sĩ Hoàng Thành. Đầu tiên thì Xuân Hiếu xin được cảm ơn anh Hoàng Thành đã nhận lời tham gia cùng với chương trình Dấu Ấn Tài Hoa. Trước khi mà nói về sự nghiệp cuộc đời thì Xuân Hiếu muốn hỏi anh Thành một chút là ngay từ lúc nhỏ đó là anh đã có một cái niềm đam mê nghệ thuật rồi hay là một cái duyên nào đó nó đưa đẩy anh đến? Từ năm 11 tuổi anh đang nghĩ tới cuộc đời của mình nhưng mà chưa có mặc cảm nhiều. Cũng có cơ duyên đến sân khấu là chú Ba Cầu, năm đó năm 63. Chú Ba Cầu ở Phú Thọ đó là cái người mà thân với nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú Úc Bình Lan đó. Ông là mở một cái lớp dạy ở Phú Thọ. Là ông mới xuống ông nói thôi bây giờ uống cà phê đó, ông thấy đợt ông nói thôi anh Chính là cho này cho Thành nó lên nhà tôi nó tập đi, nó điểm đàn. Rồi tôi cho tôi nuôi nó. Tôi tạo cái nghề cho nó sống. Cái lúc là nhà nghèo đó, Hoàng Thành chỉ có một cái bao, không có cái vali như giờ đâu. Lấy cái bao bỏ vài bộ quần áo vô cột lại. Kêu xe xích lô đó, lên đi, chạy lên địa chỉ, cũng như là gửi cho chú Ba Cầu, chứ ba má cũng đưa đi, nhà nghèo mà. Nên chở tối ngày, cái sáng ngồi điểm đàn cho chú Ba Cầu dạy, ông biểu đợn gì đợn nấy cho mấy học trộn, dạy ca, ông nuôi cơm, không có tiền mà, học nghề mà. Trưa dạy, tối dạy, ngày ba buổi, nhưng cũng nhờ cái lớp đó mà Thành mới có cái cơ hội. Lúc đó là bắt đầu đi đàn được rồi. Thầy bắt anh mà nói là cũng buồn lắm. Đi đàn ca đám cưới, đám giỗ, đám cúng đình cũng miểu rồi đó. Anh em cổng mà. Chứ đâu có đi được. Cổng Hoàng Thành tới rồi đàn. Thức đêm, thức hôm đàn rớt lên, rớt xuống. Đó. Lúc đó mình mà, thứ nhất là qua đò, qua sông rồi đó. Trời ơi, sợ lắm. Bị ai cũng cổng ẩm bồng không à, thật khổ. Thì lúc đó mình cũng có mặc cảm nhưng để trong lòng chứ nói vậy sao vậy. Ráng cố gắng để mà đi đờn đặng cho nó quen. Nhưng mà rồi về sau thì bắt đầu anh dần quen dần và anh cũng cảm nhận được cái tình cảm của mọi người dành cho mình, của khán giả dành cho mình, cho nên là để cái điều đó qua một bên mà anh đã có một cái quá trình hoạt động nghệ thuật rất là miệt mài đúng không ạ? Nó có cái gì? Có ba má mấy đứa học trò đó, nó có nhà đại gia có tiền mà. Nó thôi giờ để tôi hùng lại làm một đoàn hát để cho cũng như đồng ấu Bạch Long giờ vậy đó. Làm một đoàn hát để cho mấy đứa nó hát, nó tập nghề đó, rồi bắt đầu làm cái hát làm mấy năm à, thường duyên là đoàn cải lương Bình Minh Sài Gòn. Như vậy đó có phải chính là cái dấu ấn, cái điều mà đặt cái cột mốc cho anh đến với cái sân khấu mà gọi là gắn liền với lại cổ nhạc và đàn theo đoàn, theo ban nhạc giống như bây giờ cái công việc mà anh cũng đang làm. Đúng rồi em, từ cái đoàn Bình Minh Sài Gòn chỗ chú Ba Cầu đó mà Hoàng Thành mới đi đàn hát luôn tới giờ đó. Em thấy trong này là bằng khen ông Lê Văn Thuận là anh phải không ạ? Vậy là Hoàng Thành chỉ là một cái nghệ danh để anh theo đuổi nghệ thuật. Tại sao anh lại chọn cái tên này? Nó cũng cơ duyên, anh nhờ làm như tổ nghiệp thương đưa đẩy. Chú Bay Trạch là thầy của Minh Dương á,
ông đang dạy ca ở cầu Chữ Y á, ông cũng cũng nói thôi Thành mày rảnh mày qua tập cho mấy học trò chú, lúc lúc Minh Dương đang học mà tập rồi cái chúng mới tập mà Thành điểm đàn cho chú Bảy dạy. Chú Bảy mới nói là thôi bây giờ để chú Bảy giới thiệu cho Thành đàn Kim Trung Một, cái nhờ về đàn Kim Trung Một mỗi tuần ra đàn cho Thành đàn vô tan đàn phụ diễn đó. Đó rồi cũng có cơ duyên tới là anh Xuân Phát, anh là giám đốc kỹ thuật hàng dĩa Tân Thanh, anh tuyển đi tuyển những tay đàn ngón đàn trẻ anh đào tạo, anh vô đàn cái Xuân Phát, anh Xuân Phát anh nói cho nó đàn thử dĩa rồi anh vô anh đàn một dĩa đầu xong xuôi cái anh Xuân Phát nói với cho bạn rồi để tôi ký hợp đồng cho nó liền luôn, thế liền ký hợp đồng liền. Dạ. Lúc đó mà anh mới 14-15 tuổi mà. Xong có anh Xuân Phát anh mới nói bây giờ mày muốn lấy tên gì, đặt tên rằng đi ghi mặt dĩa mà. Yeah. Anh mới khoái cần dĩa mà để nhất danh cầm sư phụ. Yeah. Anh nói nó thôi để tên Văn Thành đi. Yeah. Ông nói thôi tao ghét ai mà nghe ta tên tuổi có lấy ăn theo lấy. Yeah. Gần dĩ hay Văn Thành. Yeah. Cái ông hỏi bây giờ mày nghe các đoàn hát mày thích nhạc sĩ nào trước? Lúc đó anh đang theo dõi cái đoàn mỗi phát thanh á, đoàn Hương Mùa Thu á. Yeah. chú Hoàng On đoàn hay lắm. Yeah. Cái anh mới nói là thôi giờ để em khoái nhất là chú Hoàng On á, ông nói rồi để tao đặt mày cái tên Hoàng Thành. Và từ đó có tên Hoàng Thành luôn, nghệ danh Hoàng nghệ Thành danh. Là theo anh cho đến tận bây giờ luôn. Bây giờ vậy thì cái cơ duyên nào lại khiến anh sáng tác nên những cái điệu lý? Nhưng mà theo như em biết là anh có những cái điệu lý, ví dụ như là Lý Mỹ Trà nè, rồi là Lý Hạ Thương nè, hay là Lý Thương Chờ vân vân, thì tại sao anh lại sáng tác cho mình những cái điệu lý như vậy, cái cơ duyên từ đâu? Yeah. Bài Lý Mỹ Trà bây giờ là bài thịnh hành nhất bây giờ đó. Yeah. Là cũng là cái cơ duyên thôi chứ khoảng năm thập niên 80-81 gì đó. Anh nhớ là lúc đó đang quay hình cho cái hãng phim Tây Đô. Yeah. Thì anh nhớ cái hoàn cảnh nó ra là tại vì nè, đang thu hình có nghệ sĩ nhân dân Thanh Đồng nữa. Yeah. Bằng nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Yeah. Mỹ Châu có đốt đang thu nhạc thu tiếng á, thì Mỹ Châu mới nói thôi giờ tạm ngưng cho anh em giải lao đi để tôi Châu bàn với anh Thành chút xíu. Mỹ Châu mới lòng mới nói là Châu nhớ ra là lúc đó Mỹ Châu đi hát tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh gì đó. Yeah. Ở nhà lúc đó ở nhà dân, ngủ nhờ nhà dân đó. Trưa đó Mỹ Châu nghe cái chị chủ nhà hát ru con, mà chỉ ru có nhiều cái câu lạ lắm. Yeah. Thôi bây giờ mà nhớ mang máng thôi, nhưng mà để mà Mỹ Châu sướng âm ra, rồi anh Thành ký âm là cái. Rồi Thành thêm thắt sắp xếp lại là Thành tạo ra một cái bản gì đó đặng mình ứng dụng vô cái vở diễn sắp tới, lát mình có một lớp buồn lắm. Yeah. Mà Thành mới ngồi mới ký âm lại, viết thành câu cú nhạc chỗ nào lên trong lên cái Thành mới đọc cho Mỹ Trong nghe lại cho nó được. Thì anh Thanh Năm Thanh Đồng anh khoái cái sao cái vở diễn đó mà. Rồi mấy cái tuần sau năm Thanh Đồng anh viết, anh lấy cái điệu đó anh về anh viết. Yeah. Tuần nào anh cũng viết á, mà anh biết anh để Lý Hoàng Thành. cái đem vô mà Hoàng Thành thông, ủa gì Lý gì là vậy anh Năm? Anh nói đó, cái này bữa hổng Hoàng Thành làm có Mỹ Châu đó. Yeah. Tôi không biết tên gì tôi để Lý Hoàng Thành. Sau này mới bàn bạn anh với Mỹ Châu đó. Thôi bây giờ cái kỷ niệm cái này là Mỹ Châu nghe ở Đồng Tháp, cái xã Mỹ Trà đó. Xã Mỹ Trà. Thôi bây giờ để tên là Lý Mỹ Trà thôi. Dù mai sau đời không bãi em vẫn bên anh, thắm trên tình của đôi mình xin trời chứng giám, dẫu ai đặt tâm cách kia thì cũng không thể nào khiến mình xa nhau. Chỉ mong sao chữ sắc son tình em giữ tròn,
câu chuyện mà dây Mỹ Châu là cũng đó luôn hay sao thưa anh? À, làm như Hoàng Thành có duyên Mỹ Châu lắm đó. Dây Mỹ Châu là nó xuất thân từ năm 77-78. Bị lúc đó đoàn hát, thí dụ như cuối năm 77, giữa năm 77 là tập 78 khai trương, thí dụ vậy, mới nói 77. Đoàn cái lương Sài Gòn 2 tập Giỡn Tìm Lại Cuộc Đời. Mà trong giới Tìm Lại Cuộc Đời đó là giai cái chánh với đạo chánh là Thanh Tuấn, Mỹ Châu, hai nhân vật chánh. Mà trong lớp, những cái lớp trong Tìm Lại Cuộc Đời có nhiều lớp ca dân cổ rất hay, rất mùi. Những người tự sự trách móc với nhau, hờn trách nhau, dễ thương lắm. Thì trong lớp tập tuồng đó, Mỹ Châu mới nói thôi bây giờ gì, cái nhân vật của dây lan của em rất buồn. Thôi anh Thành tìm cái dây nào cho nó sắp tắp. Thứ nhất là Mỹ Châu dưỡng hơi đang tập tuồng mà. Thứ hai cho nó phù hợp với nhân vật trầm buồn của Mỹ Châu, dây lan, trách móc, Quy Bình, Thanh Tuấn. Mỹ Châu mới, Hoàng Thành mới suy nghĩ bây giờ, mà nếu mà xuống dây á, Thanh Tuấn ca tâm xề là dây la của Tân Nhạc, dây hồi sáu. Mỹ Châu mà xuống là Tông Đô. Tông Đô là Tân Nhạc, mà dây hồi tư của lát mà dứt Mỹ Châu làm sao lên dây cho Thanh Tuấn kịp, mà dàn nhạc tới sáu cây đờn nữa. Cái Hoàng Thành mới dễ làm sao làm kịp. Mà Thành mới suy nghĩ đó, thôi bây giờ về mình thử, mình trận thử một tâm coi sao. Mình trận thử một tâm coi. Thí dụ mà đang tập tuồng, đang có ngậm nghỉu, có trật cũng không sao, đang tập, ráp ngồi, ráp nhau. Khi mà Thành tập, đợt khó dễ sợ luôn, bị mới mà. Không có buông tay ra được, buông tay ra nó lạc. Cái tập xong cái Mỹ Châu đó, là cái gì này em nghe được á, làm như em thích đó, nó hợp với cái giọng của em đó. Cái đạo diễn nhân dân Quỳnh Nga mới nói, Hoàng Thành, cái gì này được á, giữ luôn đi, triển khai ra đi, áp dụng cho Mỹ Châu hát. Lúc mà khai trương đoàn hát, phúc khảo khai trương thì các đồng bạn tới nghe, anh em nhạc sĩ mới nghe Hoàng Thành đờn thì Mỹ Châu ca dây gì lạ quá, mới lên hỏi nãy anh đờn dây gì Mỹ Châu ca lạ quá anh. Lúc đó Hoàng Thành đâu có nghĩ là sáng tác gì đâu, chỉ tùy cơ ứng biến chữa cháy. Hoàng Thành mới nói vui đó, dây Mỹ Châu quá. Rồi từ đó anh em mới đồn ra trong giới nói như Hoàng Thành đờn dây Mỹ Châu, rồi anh em mới tìm tòi ra triển khai ra dây Mỹ Châu luôn. Trong cái vai trò nhạc sĩ đó thì anh có nhớ là mình đã sáng tác bao nhiêu cái bài hát rồi hay không ạ? Anh sáng tác trên 70 bài. Cái bài tự sự nào mà anh cảm thấy là mình có cái kỷ niệm mình gắn bó với nó? Mà anh viết bài nhiều lắm nhưng nhưng mà anh cái bài mà để mà anh thích nhất mà anh em nghệ sĩ ca nhiều nhất là bài Ra Duyên Anh Cưới Em. Ngon kỳ thời á. Ngon kỳ thời con kiến mới leo dây đó. Tức là Tân Nhạc là cũng Tân Nhạc có Lê Giang luôn giúp dụ.
Dạ. Cho Khanh với Cẩm Viên ra đó. Dạ. Cái kỷ niệm của cái bài này thì như thế nào anh? Cái bài này nếu mà viết là nó động cơ, nó động lực là cái bài nó xuất phát từ cái tình yêu của bà xã anh. Dạ. Kỷ niệm lúc đó anh thương bà xã anh lắm. Mà quen nhau cả năm trời không nắm được cái tay nữa. À, lúc đó cái mới nói thôi giờ tổ chức đi hỏi em. Bà xã mà có hẹn hò hoài ha. Tức là lúc đó chị chưa chịu hả anh? Chưa chịu. Chưa chịu cưới hả? Chưa chịu mà cái lúc nào cũng nói ta chờ năm nữa đi. Năm nữa đi, chờ hoài. Thành ra trong đó anh nói trong cái lời ca nó có cái hẹn hò hoài đó. Đó kỷ niệm đó. Dạ. À, như vậy rồi sau đó anh sáng tác xong rồi có cưới luôn không? Hay là phải chờ tiếp? Không. Cưới rồi mới viết bài ca đó. Dạ. Xuân Hiếu rất là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Thành ngày hôm nay đã cho Hiếu cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều những cái điều thú vị xoay quanh về cuộc đời và sự nghiệp mà gắn liền với lại cổ nhạc của anh. Và đúng là như anh nói đó, nhạc sĩ và ca sĩ, bài nhạc gắn liền như bóng với hình, và qua đó để cho khán giả chúng tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn đó là cái người nghệ sĩ người ta có thể thăng hoa được, đó là ngoài cái chất giọng, ngoài tác giả của bài nhạc thì cái sự đóng góp của người nhạc sĩ, cái người mà nắn nót dây tơ giọng hát cho nghệ sĩ là cái sự đóng góp rất lớn của nhạc sĩ như anh Thành ở đây cũng như là rất nhiều các nhạc sĩ khác nữa. Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả những cái quá trình đóng góp cống hiến của anh dành cho cái lĩnh vực nghệ thuật cổ nhạc. Trước khi chia tay thì anh có muốn chia sẻ điều gì nữa cùng với khán giả của chương trình không ạ? Cảm ơn Đài Truyền hình Bình Phước. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình cũng như Xuân Hiếu đã tạo điều kiện cho Hoàng Thành có cái dịp để mà biểu lộ cái tình cảm, cái tâm tư của Hoàng Thành hơn 50 năm trong nghề. Thành ra Hoàng Thành chỉ cảm ơn và chào khán giả thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất thật, những cái tâm tình rất thật, rất gần gũi mà nhạc sĩ Hoàng Thành đã kể cho chúng ta nghe trong chương trình Dấu Ấn Tài Hoa ngày hôm nay. Và một lần nữa thì qua đó chúng ta sẽ càng cảm nhận hơn và trân trọng hơn về những đóng góp rất là thầm lặng của những người nhạc sĩ. Cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Thành và rất là mong anh sẽ tiếp tục gắn bó với lại sân khấu cải lương nè, đàn ca tài tử nè và nhiều hoạt động khác nữa, có thêm những cái sáng tác mới cũng như là trong cái công tác trồng người, đào tạo nên những cái lớp thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ để chúng ta cùng giúp cho cải lương, đàn ca tài tử được giữ mãi, không bị thất truyền. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình Dấu Ấn Tài Hoa của chương trình kỳ này cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.